Ngày 29 tháng 11, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xưởng gỗ trên địa bàn. Trước đó khoảng 4 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ xưởng kinh doanh gỗ trên đường Trần Đại Nghĩa, ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Do bên trong xưởng chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội lan sang nhà dân bên cạnh. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ Công an huyện Bình Chánh có mặt chữa cháy. Khi có mặt, lực lượng cứu 6 người dân ở nhà dân liền kề vụ cháy thoát ra ngoài an toàn. Trong số này có 2 trẻ em, có một bé bị bại não, mù, không biết đi. Gần 5 giờ, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến cho nhiều tài sản như 2 xe tải, vật dụng sinh hoạt của xưởng gỗ bị thiêu rụi. Một nhà dân bên cạnh bị ảnh hưởng.